Kinh kệ Phật pháp đồng sâu rất nhiều màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con nên nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏa Như Lai nguyện nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 403, Kinh A-Xoa-Mạt Bồ Tát, quyển 2. Bồ Tát A-Xoa-Mạt nói với hiền giả Xá Lợi Phất: Phát tâm Bồ Tát vĩnh viễn là vô cùng tận. Vì sao? Vì không phăn phẻ, cũng không vua nịnh. Tầm ấy ngay thẳng nên gọi là thù thắng. Không nói lời theo dệt, chỉ dùng lời thanh tịnh đúng đắn, không tà vậy. Tâm ấy hòa diệu, không hung dữ, hay lòng tin tưởng chắc chắn chưa từng biến đổi, tạo được sự vững bền, không thoái chuyển, đứng vững không lay động, không ai có thể ganh ghét mà quấy rối nhiễu hại được. Vì sao không thể nhiễu hại? Nhờ nẻo hành chuyển hóa nghiệp chẳng có gì sánh kịp, chỗ tạo lập nên không ai có thể bài bác phỉ bán. Vì sao không ai có thể chê bai? Vì đã dám phát khởi tạo dựng từ chỗ không cội nguồn, chứ không cội nguồn nên diệu dụng chính đáng, ngôn từ chân thật hoàn toàn không có khác, giấy khởi công đức mà không mong cầu điều gì, chẳng cầu danh tiếng được mọi người khen ngợi và kính ngưỡng thì không mắc lỗi lầm. Vì sao không mắc lỗi lầm? Vì chỗ tạo tác luôn được an ổn. Vì sao tự đạt được an ổn lâu dài? Vì đã biết phát huy các công đức, không hề mệt mỏi. Sở dĩ không mệt mỏi vì thương yêu tất cả chúng sinh. Vì sao thương yêu tất cả chúng sinh? Vì dùng lòng từ vô tận làm cho những kẻ lười biếng trở nên tinh tấn. Vì sao? Vì nhằm để giáo hóa chúng sinh. Vì sao giáo hóa chúng sinh? Vì thực hiện các điều này mới thành tựu các công đức, gắng sức tu tập không mong cầu phước báo. Sở dĩ không mong cầu phước báo vì tâm ấy thanh tịnh, đều nhờ ân pháp nên người không có đối tượng được mong cầu cũng có diệu lực. Sao gọi là diệu lực? Đó là diệu lực của Phật, dùng ý nghĩa này để hộ trì chúng sinh. Sở dĩ hộ trì chúng sinh là muốn cho muôn loài đều đạt được sở nguyện. Sở dĩ muốn cho họ đạt được sở nguyện là khiến họ không còn sân hận. Sở dĩ không sân hận là vì những hành nghiệp đã thực hiện rất an ổn, vững chắc. Sở dĩ vững chắc là do tạo được những điều như vậy, chứ không gì có thể ngăn cản, chế ngự, khiến tâm ý trở nên vắng lặng, trong lành giống như vàng trồng không chút tạp chất. Sở dĩ ví dụ như vàng trồng vì không có câu ế, không có câu ế vì vốn thanh tịnh. Sở dĩ thanh tịnh vì gốc của các hành đã dứt mọi thứ như bẩn. Sở dĩ dứt trừ như bẩn vì bên trong luôn thanh tịnh, tiêu trừ hết lỗi lầm nên được thanh tịnh. Bồ Tát A-Xoa-Mạt nói với hiền giả Xá Lợi Phất: Tâm đã thanh tịnh thì tâm dục tiêu trừ, tâm kia không tham dục thì vô cùng tận, các tâm ác không thể khuấy động. Lại tâm ấy sáng suốt, hộ trì đối với những kẻ có ý xấu như ý nghĩa này nên cho nên gọi là vô cùng tận. Tâm sân hận vì có tham dục, luôn luôn mong muốn tự cao tự đại, những không thể diệt trừ ấy thảy đều diệt trừ hết. Vì Bồ Tát thường hộ trì tâm này nên hiểu được tâm ấy là vô tận, xả bỏ, không còn chú trọng đến thế lực của mình và các thế uế trượt. Phải đạt được tâm ấy mới không còn biến nhát, liền biết tâm này là vô cùng. Nếu người rối loạn thì tùy theo lúc giúp đỡ, với kẻ vô trí thì giáo hóa họ thành người trí. Đối với tất cả chúng sinh, có công đức hay không có đều được độ thoát. Đến niềm an lạc thì biết tâm ấy vô tận. Chỉ dạy tất cả chúng sinh đang gặp hoạn nạn, làm cho họ tạo dựng vô số công đức thì biết tâm ấy mãi mãi là vô cùng tận. Bồ Tát A-Xoa-Mạt nói với hiền giả Xá Lợi Phất: Sự tu tập của Bồ Tát cũng vô tận. Vì sao? Do bố thí nên vô tận, những gì có thể ban cho gọi là hạnh bố thí vượt bờ. Đối với tất cả đồ vật nhiều hay ít, biết đủ không tham đắm gọi là trì giới vượt bờ. Tất cả sự nhiễu loạn đến thân Bồ Tát đều không khởi lên sân hận dù chỉ một mảy may, gọi là nhẫn nhục vượt bờ. Tích lũy các công đức từ dẫn đầu trong chúng gọi là tinh tấn vượt bờ. Tất cả sự học thường xuyên chú tâm gọi là thiền định vượt bờ. Những điều nghe biết đều muốn thông đạt gọi là trí tuệ vượt bờ. Bồ Tát phải tu tập lòng từ rộng lớn. Lòng từ rộng lớn là gì? Nếu có người gặp khó khăn đến xin mình giúp đỡ, dù bỏ thân mạng, không trái với thệ nguyện chính, gọi là lòng từ rộng lớn. Người thực hành lòng bi bình đẳng, nếu có người khen ngợi hoặc được lợi ích, chả lấy làm vui vẻ. Giả sử có ai phỉ báng cũng không lo buồn, đó là Bồ Tát thương yêu bình đẳng. Sự tu học của Bồ Tát có 3 việc: 1. Làm thanh tịnh thân miệng ý. 2. Trò không thực hành điều ác. 3. Chưa từng nhớ nghĩ các việc làm ngu tối tà phẩy. Bồ Tát tuy học một mình, không thầy cũng không tự đại, mọi sự tu học tâm ý không quên mất, trí tuệ thông suốt tất cả, thâm tín các pháp của chư Phật và các hạnh nghiệp của Bồ Tát, thuận theo tâm ý của người mong cầu, không thiếu sót. Thấu rõ tất cả pháp mà luôn được tự tại, thường sám hối lỗi lầm. Nếu thân có tội chưa từng nghe che giấu, dùng vô lượng phước để khuyến trợ công đức, Bồ Tát tu học luôn tán thán, khuyến thỉnh Phật diễn giảng Phật nghĩa lý, phụng hành tu tập pháp học của bậc chánh sĩ. Sở dĩ học pháp của bậc chánh sĩ vì muốn đạt đến giác ngộ, tâm đó vững chắc vì không bỏ tà nguyện lớn với vô lượng công đức đã tạo được. Sở dĩ không xả bỏ là nhằm để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát A-Xoa-Mạt nói với hiền giả Xứ Lợi Phất: Bồ Tát có 4 việc không cùng tận, đó là: 1. Mở bày cho rõ về tâm chúng sinh. 2. Bố thí pháp dạy bảo chúng sinh. 4. Tích lũy công đức. Là có 4 pháp. 1. Tu tập một mình ở nơi núi hang vắng vẻ, nhận được sự cúng dường nhiều hay ít đều cho là đủ. 2. Đối với tất cả công đức không nhàm chán. 3. Học rộng không mỏi mệt. 4. Sự nguyện đạt đến trí tuệ Bồ Đề không cho là nhập nhằng. Lại có 4 pháp: 1. Tính toán đối chiếu. 2. Tư duy và góc ngọn. 3. Trí tuệ thông suốt. 4. Suy nghĩ cùng khắp. Lại có 4 pháp: 1. Lìa mọi việc ác, tu hành pháp giải thoát vô thượng. 2. Người đạt giải thoát vô thượng ấy là Bồ Tát giáo hóa. 3. Hiểu rõ về nguồn gốc của mọi điều ác. 4. Nghĩ đến đạo giải thoát vô thượng Bồ Đề ví diệu. Là có 4 pháp: 1. Hiểu rõ về năm ấm. 2. Thông tỏ về 4 đại đất nước gió lửa. 3. Thấu triệt nguồn gốc của 6 trần. 4. Sẽ được 12 nhân duyên gọi là không giới hạn. Lại có 4 việc: 1. Giảng nói về sinh tử vô thường mà không cùng tận. 2. Dạy bảo về thọ cổ. 3. Giảng giải về ngã, ngã sở. 4. Hành nghiệp vô vi là vắng lặng, không cùng tận. Bồ Tát A-Xoa-Mạt nói với hiền giả Xứ Lợi Phất: Nói một cách tổng quát, các Bồ Tát tu học đều gần gũi Phật đạo, vì vậy phân biệt đạo là và đời là không cùng tận. Bồ Tát A-Xoa-Mạt nói với hiền giả Xứ Lợi Phất: Tâm tu hành của Bồ Tát không thể cùng tận. Vì sao? Đối với các công đức tu tập không biến nhát, lần lượt thành tựu các quả vị. Quả vị ấy được gọi là 10 địa của Bồ Tát. Chủ tu tập của Bồ Tát giống như biển cả bao trùm khắp. Sở dĩ như vậy là vì cứu độ tất cả chúng sinh, nên sự tu hành ấy là đứng đầu, vượt lên trên tất cả, có thể thâu tóm hết thảy pháp tu hành tối thượng. Đối với hạng người kém hơn thì khiến họ chuyên tu tất cả pháp như hành trì 10 điều thiện. Vì sao? Vì đó là pháp trên hết. Sự dễ tu tập nhân giải thoát được chắc chắn đều do chuyên cần tinh tấn, không thoái lui, tự mình thành tựu đầy đủ. Do siêng năng tu tập đến những sở nguyện chóng thành tựu. Vì đạt được nguyện lớn nên sự tu hành của Bồ Tát hoàn toàn không bị lệ thuộc, đó là định ý. Nhờ sự tu tập uyển chuyển đến những việc đã làm không còn thiếu sót, điều hòa được tâm ý là đạo nghiệp tu hành do tự mình quyết định. Vì sao? Vì những việc làm không để cái điều lành điều ác xen vào, chuyên tâm bố thí. Bồ Tát không để thân tâm lệ thuộc nơi tham ái, chuyển đổi thêm lên. Siêng năng hành trì giới luật cũng thật là khó. Vì sao? Vì dẫn dắt người phạm giới, khiến họ không làm các việc ác. Tinh tấn nhẫn nhục cũng rất khó. Sở dĩ gọi là nhẫn nhục vì thấy sống trong cảnh giàu sang phú quý mà không khinh hạng người nghèo hèn, thiếu thốn, yếu đuối. Thực hành chuyên cần tinh tấn là khó. Ví như khi Bồ Tát an toàn nơi cội Bồ Đề, có người đến muốn chiếm đoạt chỗ này. Vì nhằm giữ lấy Phật đạo nên Bồ Tát kiên quyết không rời chỗ, đó là tinh tấn. Chuyên tu thiền định là khó, vì không ai có thể vượt hơn. Phải thường xuyên tu tập thiền định mới có thể thành tựu biện tài, không có đối tượng được mong cầu, đó là thiền định. Chuyên tu trí tuệ là khó, vì sao? Vì tích lũy các công đức không hề biết mệt nhọc, đó là trí tuệ. Đi đứng ra vào an nhiên hòa nhã, oai nghi đầy đủ. Sở dĩ như vậy vì công đức luôn bền vững, không ai có thể hại được. Tu tập vô sở ý, hiểu rõ tận cùng lý sâu xa của các pháp, nên hết lòng tôn kính tu tập. Sở dĩ như vậy vì ánh sáng ấy rất vi diệu, soi chiếu cùng khắp, nên đạo hành vô tận. Vì sao? Vì đã an trụ một cách vững chắc. Sao gọi là siêng năng? Tâm ý thản nhiên, thường nhớ nghĩ đến chúng sinh. Người không nơi nương tựa làm cho được nương tựa. Nếu có người mê muội khiến cho họ thấy được ánh sáng của đạo. Người không có chỗ quy về đều được quay về. Người không có bạn lành thì làm bạn lành với họ. Người vô nịnh thì thiếu khiến họ trở nên thật thà. Thấy người hung dữ thì mình tỏ ra nhường nhịn, hòa nhã. Vì sao? Vì dùng đức để giáo hóa. Nên đối với những kẻ xảo trá, mà hiện bày nghĩa chân chánh. Ở trong giao tiếp thì nên khiêm tốn. Đối với những trường hợp không báo đáp thì thực hành báo đáp ân đức. Ở những nẻo ác mà tu tập hành lành, ở chỗ người ta phế bỏ, tối lui thì mình tu phước đức. Ở chỗ kiêu mạn thì thực hành cung kính. Ở chỗ cao ngạo chẳng nói tự đại. Ở nơi cầu đạt mọi tiện lợi, không nên làm điều sai trái. Không nhớ nghĩ việc ác của người, không nói lỗi lầm. Nếu ở nơi bất chánh liền đến giúp đỡ, khiến họ đi vào chân chánh. Tất cả chúng sinh đều đạt đến chỗ này, thấy được việc ấy tất vui mừng, tâm không giận dữ. Nếu có người can gián dụ dỗ, bảo tới hoặc lui, nên như vậy hay không nên như vậy thì tâm không thêm bớt. Dốc lòng tin vào việc làm có họa hay phước để trở về với chính mình. Nếu ở nơi đồng hoang núi non vắng vẻ thì theo như pháp tu tập không khác, chẳng tham lợi hại, chẳng tiếc thân mạng, tâm thanh tịnh nên trước hết không tăng giảm, thường giữ gìn lời nói, không vọng ngữ, không mong cầu sự cung kính. Vì sao? Vì luôn biết tiết chế, biết đủ, tâm ấy hòa diệu, không theo việc xấu ác làm mất lễ nghĩa, dù có công đức nên vượt qua sinh tử, dứt mọi khổ nạn. Vì sao? Vì nhờ những việc ấy nên trí tuệ của Bồ Tát mãi mãi là không cùng tận, vào ra trong sinh tử cũng vô cùng tận. Dùng phương tiện quyền xảo thì theo căn cơ, nhận biết toàn bộ sự mê mờ của chúng sinh để giáo hóa họ. Vô cùng tận là để cầu ánh sáng của Phật đạo vô tận. Hiện giả sẽ là Phật hỏi Bồ Tát A-Xoa-Mạt: có pháp vô tận khác sao? Bồ Tát A-Xoa-Mạt nói: có. Hiện giả sẽ là Phật hỏi tiếp: pháp ấy là gì? A-Xoa-Mạt đáp: Bồ Tát bố thí là vô cùng tận. Vì sao? Vì sao pháp Ba La Mật là vô tận, nên Bồ Tát bố thí cũng không giới hạn. Có giới hạn vì có phải trái, cho nên cho người này không cho người kia bố thí, không cùng khắp thì không nên bố thí. Hiện giả sẽ lời Phật hỏi: pháp Bồ Tát phải làm về bố thí là như thế nào? A-Xoa-Mạt nói: người đói thì cho ăn. Vì sao? Vì con người nhờ ăn mặc mà được tồn tại, có thể sống lại, đi đứng nói năng đều được an ổn, thân thể mạnh khỏe, sức lực dồi dào. Người khác thì cho nước uống, sẽ được hết khát. Vì sao? Vì nếu ở đời sau Bồ Tát lưu chuyển trong sinh tử, thường không đói khát. Nếu có người cầu xin xe, nên tùy ý của họ mà ban cho. Nhờ phước báo ấy, đời sau sinh ra có thần thông bay đi tự tại đến nơi muốn đến. Người không có áo mặc thì nhân đó ban cho y phục. Đời sau sinh ra liền đủ y phục, thường có đủ hổ thẹn. Đối với những nơi chốn tối tăm thì ban cho đèn đuốc, liền được mắc đạo tới khắp mười phương. Nếu ở trước Đức Phật, thầy tổ, anh em, cha mẹ, những bậc trưởng lão mà xuất lên những cái thứ âm nhạc để làm vui lòng họ, thì đời sau sinh ra được lãnh hội giáo pháp, nghe hiểu tố suất vô tận. Nếu người không có hương thơm thì ban cho họ, đời sau sinh ra được 5 phần hương: giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thân này được thấm nhuần hương công đức. Nếu có người cầu hương tạp, hương chanh liền ban cho theo sự mong muốn, thì đời sau sinh ra thân thể có mùi hương thanh khiết, ai cũng ưa thích. Nếu có những mùi vị khác lạ, thơm ngon mà có người đến xin, thì tùy theo ý muốn của họ mà ăn cho. Đời sau sinh ra thường được các món ăn thượng hạng hoặc thức ăn không ngon, khi ăn liền trở thành cơm thơm ngon. Nhờ đời trước đã gieo trồng căn lành mà được phước đức này. Nếu người không có khăn lau, liền bố thí cho họ, đời sau sinh ra được sạch sẽ, được người khác che chở. Nếu có người không được giúp đỡ thì nên cứu giúp họ, giống như nhà cửa. Sở dĩ dụ cho nhà cửa, vì nhà cửa luôn che chở con người. Tùy theo chỗ thiếu thốn mà cứu giúp, đời sau sinh ra chắc chắn được cung cấp đầy đủ. Gặp bệnh cho thuốc thì đời sau sinh ra thân thường, mạnh khỏe, không sinh, không diệt, không có các hoạn nạn, thường được an ổn, tất cả đều đầy đủ, không chỗ nào là không làm chủ. Người không có kẻ hầu hạ thì giúp họ người hầu hạ, đời sau sinh ra tự nhiên đầy đủ. Như bậc vua có vạn chục cỗ xe, kẻ hầu người hạ, không gì thiếu thốn. Người cầu của báu thì ban cho họ của báu, đời sau sinh ra thành tựu đầy đủ 32 tướng của bậc đại nhân. Bố thí nhiều thứ, với ngực ấy chủng loại thì đời sau sẽ ra được 80 vẻ đẹp. Người bố thí voi ngựa thì đời sau tâm ý thấu đạt pháp đại thừa vô lượng. Dùng ruộng phường bố thí thì nhân đó được đầy đủ thiền định Ba La Mật, đem của báu và vợ con yếu quý ban cho người khác, mà sau đó tâm không hối tiếc thì thành tựu Phật đạo. Vì sao? Vì Phật là bậc tối thượng không ai sánh bằng. Giả sử có người theo Bồ Tát cầu được kho lúa gạo đầy khắp, Bồ Tát liền ban cho họ, chưa từng tham tiếc, đời sau liền đạt được kho tàng chánh pháp, đầy đủ đạo tuệ, không chỗ thiếu thốn. Chỉ như Bồ Tát được ngôi chuyển luân vương làm chủ bốn cõi thiên hạ, bền báu gồm đủ, nếu có người đến xin liền ban cho hết, không liên tiếc thì đời sau sanh ra đạt được nhất tiêu trí, các trí tuệ của bậc thánh và cứu giúp khắp chúng sinh. Người dùng các thứ nhạc hay bố thí cho người khác thì đời sau được thấu hiểu kinh điển, lấy đó làm pháp lạc, luôn được vui vẻ, hoặc gì bậc có uy lực, ngôi vị cao, được người trung thành giúp đỡ, thực hành pháp bố thí. Giống như trung thần của nhà vua, nếu có người đến xin nhận công việc cai trị, cũng liền ban cho. Nhờ những sự việc này, nên đời sau sinh ra, gặp Pháp Phật, dốc sức giáo hóa, an tọa ở đạo tràng để cây Bồ Đề, hàng phục các ma, dùng tay bố thí cho người. Đời sau đứng đầu trong tất cả đạo Pháp. Người bố thí tai, mũi, đời sau, thân được đầy đủ, không bị khiếm khuyết. Người dùng mắt bố thí, về sau được mắt Pháp, là bậc nhất trong tất cả mắt đạo Pháp. Người dùng đầu bố thí đời sau sinh ra, ba đời đều được đặc biệt tôn trọng, các trí tuệ thần thông không ai sánh bằng. Người bố thí gia tịch đời sau thành Phật đạo. Người đến nghe kinh liền bỏ các pháp bất thiện, đạt được hạnh của bậc Bồ Tát chân chánh. Dùng xương tụy bố thí cho người, đời sau được thành Phật đạo, theo như kim cang không thể lay động. Bồ Tát A-Xoa-Mạt nói, Bồ Tát không dùng sắc mà có sự bố thí là do tu tập chân chánh. Nếu có người đến xin nhiều hay ít, thể đều cho họ được đầy đủ. Khi bố thí mà không lo sợ, không tham đắm thì thực hành bố thí, không âm lòng hối hận, chưa từng biến đổi. Bồ Tát bố thí không kiêu mạn, luôn thành tâm ban cho. Bố thí không vua dối, chẳng đem vật xấu, không đúng chỗ mong cầu mà cho người. Bồ Tát bố thí chưa từng nghĩ người có phước đức, người có tội lỗi, không có hồ nghi, không phân biệt tốt xấu, không giữa chừng bỏ sót việc bố thí. Sao gọi là giữa chừng bỏ sót việc bố thí? Tất nhiên ở trong hội lớn cho người này, bỏ sót người kia mà chính là nhằm tế độ cung cấp. Vì sao? Vì Bồ Tát đã bố thí luôn hết thảy, tin tưởng, chẳng nghĩ về chỗ mệt mỏi, không cho là cực khổ. Bồ Tát bố thí không nghĩ người nào có mặt nói cho, cũng không suy xét người này thiện người kia ác, chỉ nhất định tìm người cậu đạt đạo mới cho. Sau khi bố thí cho người thì không phân biệt người này được đạo, người kia không được đạo. Bồ Tát bố thí thấy người trì giới hoặc không trì giới đến nhận đồ Phật, tâm hoan hỷ không có khác nhau. Bồ Tát đã bố thí không cầu mong được báo đáp lại, không cầu danh tiếng khiến cho xa gần đều nghe, chẳng tự kể lẽ, chẳng ghét, chẳng phỉ báng. Việc bố thí của Bồ Tát chẳng gây phiền não nhiễu loạn. Bố thí không mang lòng oán hận, bố thí không tức giận, bố thí không vui mừng. Bồ Tát bố thí không nghĩ là đời sau sẽ được phước này, chẳng khởi lòng giận dữ, mang nhiếc cho là ngu dại. Có người đến xin chẳng trước từ chối thì từ chối, sau rồi mới ban cho, chẳng xem nhẹ việc bố thí, chẳng thay người khác đem Phật đến cho. Vì sao? Vì phải tự tay mình bố thí. Bồ không nghĩ người ở trước mặt ta thì ban cho, người không ở trước mặt thì không ban cho. Bố thí không ngăn ngại, tự mình hết lòng thí, không vội vàng, tự tay trao cho họ. Bố thí không đắn đo suy nghĩ khi cho, khi không cho. Bồ Tát không nghĩ việc bố thí của ta rất mệt mỏi, cực nhọc, bố thí từ trước đến nay không nhiều, không ít, không chọn lựa vật xấu đem cho, giữ lại vật tốt. Nếu có người đến xin, luôn theo yêu cầu của họ, chưa từng giảm bớt. Vì bố thí của Bồ Tát thường nghĩ đến các chúng sinh khắp chỗ, không thiên lệch, khiến cho người nhận luôn được an ổn. Khi bố thí thì nghĩ người ấy như là người ở trong đất nước mình. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều ở trong cõi đạo của Bồ Tát. Là được công việc bố thí, không ít không xem thường, nhiều không vui mừng. Tuy bố thí nhiều nhưng không xét nghĩ, ta đã bố thí rộng rãi, vì đã như pháp bố thí thì chẳng mong cầu. Bồ Tát bố thí không nghĩ đến phước này thì sẽ thọ nhận công đức trong đời sống. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đã mang ơn bố thí, nên chủ bố thí cho người thì không nhớ nghĩ đến, cũng không cho trên trời, dưới trời và trong là người. Chỉ riêng chỉ mình đã đạt được uy lực tôn kính. Việc bố thí của Bồ Tát là bố thí cung cấp cho chúng sinh, không vì phước ấy mà mong cầu ngôi vị Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương, cũng không mong cầu ngôi Chủ Luân Thánh Dương, không tu tập tâm thanh văn chuyên giác. Bởi đây bố thí tâm không nhớ nghĩ, bố thí đầy đủ, cũng không hề tính toán đủ hay không đủ. Cũng để bố thí là nhằm khiến cho tất cả chúng sinh không xa lìa trí tuệ thông suốt của chư Phật. Người nhận sự bố thí thường được pháp được đáp ứng ngay, không dùng binh khí, thuốc độc ban cho, mà luôn đem sự an ổn bố thí cho người, không tăng thêm nhiễu hại. Bồ Tát bố thí theo giáo pháp của Đức Phật. Nhân vật đem cho biết rõ về tất cả đều là không. Sở dĩ như vậy, vì người bố thí dùng nhân duyên làm nơi phát khởi. Do những việc trên mà không cùng tận, người bố thí đều hiểu rõ là không có tướng, vì các tưởng được phát khởi từ duyên ấy nên vô tận. Người đã bố thí đều đạt đến vô nguyện, vì các nguyện luôn tạo nhân duyên lành về các việc này nên vô tận. Lý của đạo pháp mà có việc bố thí, tâm này vững chắc hoàn toàn, đầy đủ an ổn, không thể tán hoại. Việc bố thí của Bồ Tát trong ba cõi không ai sánh kịp. Những việc bố thí của Bồ Tát khiến cho phước đó quay về theo hành nghiệp của Bồ Tát. Tâm chỉ ấy thường kiến lập, tâm cầu đạt đến nhất thiết trí, do đó nên gọi là vô tận. Người được bố thí đó thoát khỏi các tưởng nắm giữ các ma, khiến chúng không còn nhiễu hại, xa lìa các phiền não nên vô cùng tận. Sự bố thí của Bồ Tát vượt hẳn tất cả, làm sáng rõ niết bàn. Những trường hợp bố thí dứt bỏ tâm nghi ngờ của họ nên vô tận. Người được bố thí an trú trong Phật đạo, không mong tâm khác, cho bố thí thích hợp nên không cùng tận. Bồ Tát bố thí ngồi nơi cây Bồ đề của Phật thành tựu Phật đẳng chánh giác. Người được bố thí là vô số các loại chúng sinh không thể tính kể, đều tế độ không cùng tận, cho nên gọi là vô tận. Về trường hợp bố thí không cùng tận, tới việc làm ấy là rộng lớn. Người được bố thí do chứng được đạo nên không ai có thể lay động, không ai có thể vượt hơn, huống chi là người bố thí nên không cùng tận. Người thí và người được bố thí tâm đều bình thản, nhân bậc nhất thiết trí nên vô tận. Hiện giờ sẽ là Phật nói: lành thay, thưa nhân giả Xoa Mạt. Nhân giả đã khen ngợi sự bố thí của Bồ Tát là vô tận. Thật vui thay, xin bố được nghe Bồ Tát giảng rõ về nghĩa giới cống vô tận. Bồ Tát A-Xoa-Mạt nói: nghĩa của giới thanh tịnh để Bồ Tát cũng vô tận, có 64 việc, những gì gọi là 64. Bồ Tát thực hành lòng nhân, không giữ tâm làm tổn thương chúng sinh, thân cũng không giết hại, không lấy vật của người khác, không xâm phạm vợ của người khác. Nếu thấy Bồ Tát hướng đến chúng sinh thì thường nói lời chân thật, chưa từng nói hai lưỡi. Nếu có người tranh tụng thì Bồ Tát thường giải hòa cho họ, hoàn toàn không mắng giết, chẳng nói lời ác. Vì sao? Vì Bồ Tát thường có tâm hổ thẹn, nói năng giữ lời, không nói dối sự việc. Đối với tất cả mọi người không có ý nghĩ ganh ghét, không khởi tâm giận dữ đối với chúng sinh. Vì sao? Bây giờ nhận được việc này, đời sau được thân tướng đoan nghiêm. Tâm ấy thường chân chánh, không theo các học phái khác, tâm thường với thích nơi Phật đạo. Vì sao? Vì tâm ấy thanh tịnh, không có trần cấu, yêu thích pháp Phật. Sở dĩ như vậy là vì hiểu rõ không có pháp nào có thể vượt lên trên, nên dùng tâm nhân từ hết lòng vị đạo. Nếu thấy sa môn phạm chí, đều dùng năm vóc định lễ với y. Năm vóc là gì? Hai tay, hai đầu gối và đầu của mình, cúi sát chân. Vì sao? Vì nhờ vị ấy chứng đạo mà tất cả đều với y. Tâm luôn hòa diệu, thấy người phạm đều sai trái, mình phải thận trọng không làm. Đối với giới pháp luôn được đầy đủ, không có tâm cầu thanh văn chuyên giác đối với những người phạm giới mà mình không chủ phạm. Vì sao? Vì đời sau còn muốn sinh vào các gia đình đánh cá, săn bắn, ngu tối, nên thường tu hành tinh tấn, không để biến. Vì sao? Vì không cùng làm việc với những kẻ tả, nên giữ giới đầy đủ, không thiếu sót. Cần quý bậc trí đức, hiểu rõ pháp thâm sâu, không trái phạm, phát lòng tin tưởng dưới cấm, phồn trì chân chánh, thuận theo giới đúng như pháp. Tất cả chúng sinh đều khen ngợi giữ gìn giới cấm thanh tịnh đến tận cùng nẻo vô thượng Bồ đề. Bản tâm yêu thích là hành trì giới cấm, không nên truyền đạt lời nói sai trái và lỗi lầm của người khác. Do tâm không tà bậy nên giới được đầy đủ, không bị mê hoặc theo xấu trần, phụng trì giới hạnh, chẳng có điều gì là không tuyên dương, lãnh hội những điều chư Phật chánh giác để biết. Giới không có chỗ để mong cầu những điều mình thích, giới biết vừa đủ dứt mọi tham lam, giới thuần khiết, không lẫn lộn những điều ác. Thân tâm thanh tản, không có điều lo buồn, thường ở chỗ vắng vẻ, chứ từng ham ở nơi ồn ào. Do có thể hoàn bị đúng do lời dạy của đạo Pháp, không thâu nhận từ người khác, cẩn thận đối với giới cấm, luôn dùng y phục thích hợp, công đức ấy không ai sánh kịp, hợp với bản nguyện, không dùng đồ ngon vật lạ mà làm rối loạn tâm ý. Vì sao? Vì có đạo lực hạn chế những điều ác. Nếu hành đúng giới luật thì trời người đều vui mừng. Thực hành giới tâm từ để có giới chúng sanh tu tập tâm bi, nhận chịu mọi thứ khổ, tuân phụng hộ trì giới chẳng biến giác, dùng giới tâm bình đẳng với tất cả chúng sinh. Đối với thiện hoặc ác không có tâm phân biệt, thường xem xét giới cấm, không làm hao tổn, không để cho tâm mình giống rủi. Giới không nghĩ đến điều ác, không nói lỗi của người, hộ trì tất cả chúng sinh. Giữ gìn giới kiên cố, đừng để tâm chạy theo những ham muốn, tuần theo với bố thí, giảng dạy tất cả chúng sinh. Vì giới nhẫn nhục nên không khởi tâm tức giận, chỉ thông vào giới tinh tấn mà mãi không thoái chuyển. Trì giới thiền định thì tâm ý được an ổn. Phụng trì giới trí tuệ thì rộng ghê, nghĩa chân chánh, không nhàm chán. Trì giới đa văn thì giác ngộ các pháp chính yếu, thuận theo giới của các bậc thiện trí thức thì thông đạt các pháp. Sẽ bỏ giới của các tri thức khác thì sẽ liệt các tà kiến và các đạo không chân chánh của các học thuyết. Dù giới không cậy vào thân thì biết vạn vật đều vô thường. Dù giới không tham tiếc mạng sống thì chỗ tạo tác công đức ấy như vàng ròng. Dù giới không hối hận thì tâm ý luôn thanh tịnh. Dù giới không phiền hà thì ý ấy trong sáng, không có uế. Dù giới không sân hận thì được an lạc. Dù giới không mê hoặc thì không bị các dục lôi cuốn. Dù giới không tạo sự nguy khó thì tránh được mọi tổn hại. Dù giới không xung đột thì tâm không rối loạn. Dù giới tâm được điều phục thì ý không lầm lạc. Dù giới thông suốt vắng lặng thì không bị nghiệp thế tục phát khởi. Dù giới tuần theo chân chánh thì biết đúng như lời dạy. Dù giới biết các hạnh nguyện là gốc thanh tịnh thì như giới của Như Lai. Vì sao? Vì tuần theo những điều căn bản như giới Đức Phật đã quy định, thường dùng bốn tâm vô lượng để hóa độ chúng sinh, từ nhất thiết trí đi vào cửa đạo. Vì sao? Vì chẳng bao giờ mang hận. Đó là 64 việc của Bồ Tát đã làm thanh tịnh giới cấm mà vô tận. Bồ Tát A-Xoa-Mạt là nói với hiền giả Xá Lợi Phất. Bồ Tát lại có tịnh giới, chẳng tham thân mình, chẳng nhớ nghĩ về tất cả, chẳng tưởng nơi ta người, chẳng kể tuổi thọ, chẳng nghĩ sắc thọ tưởng hành tức, không nương bốn đại đất nước gió lửa. Mọi thứ đều có bốn giới lớn, không có các tưởng mắt nhìn sắc, tai nghe tiếng, mọi người hương lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc pháp, không thân biệt ý. Giới thường thanh tịnh, đó là tướng nhất tâm, không mê loạn. Giới quán sát kỹ các pháp đã qua, không vô tướng vô nguyện, cũng không hình tượng, vượt qua ba cõi, không chấp chặt, không trói buộc. Giới không suy nghĩ, cho nên không sinh ra. Vì sao? Vì không có chỗ sanh. Sở dĩ như vậy vì giới không tạo tác. Không tạo tác vì vốn không có đối tượng được tạo tác. Do vậy nên giới không hạn lượng, mà ý niệm về trung gian cũng không có chỗ dừng. Tâm ý thanh tịnh làm giới nhận biết không có chỗ trụ. Vì sao? Vì dứt mọi tưởng niệm. Giới không có đối tượng bị trói buộc. Sở dĩ như vậy vì không có sự xô đẩy của dục, cũng không trụ vào sắc, cũng không trụ nơi vô sắc, mà luôn gắn liền với các trần, đó là giới. Sẽ liệt tâm dục giận dữ si mê, nhưng nơi chỗ tối tâm mà được giải thoát gọi là giới. Không chấp không bỏ xả 12 duyên gọi là giới. Không niệm về ngã và ngã sở, chẳng trụ nơi dục và thế gọi là giới. Không tạo tác không mong cầu, chẳng trụ nơi tưởng và sắc, không ở nơi tất cả danh sắc, đó là giới. Không tùy thuộc nhân duyên, không phiền không não, không ngã không phi ngã, không thuận hợp với nghi gọi là giới. Không tham cầu phước mà có công đức do vượt qua các sự việc ác phi pháp. Vì sao? Vì kẻ ngu tối là phi pháp, đó là giới. Không có ưu não, thân tâm luôn chân chánh nên gọi là giới tướng. Phụng hành giới thận trọng như bệnh được chữa khỏi, khiến cho kinh điển nơi chánh pháp của chư Phật luôn được truyền bá. Pháp thân tự tại vô tận nên thường hiện hữu. Vì sao? Vì không rơi vào nhị biên, một là thường, hai là đoạn. Thánh chúng tiếp nối nhân đó mà thuyết pháp, mọi sự tu học không gián đoạn. Vì sao? Vì tuần theo giới luật. Bồ Tát A-Xoa-Mạt bảo hiền giả Xá Lợi Phất: nhân để gót thanh tịnh nên không cùng tận. Thế nào là giới của thế gian? Nghĩa là chốn sinh tử nên có tận. Vì sao? Vì ở nơi tâm, nơi năm cõi nên gọi là tận. sở dĩ gọi là có vô thường, nơi không trụ, nơi một chỗ. Ngoài ra, giới nơi năm thần thông của thần tiên đều là trí thế gian, cầu sống lâu. Các phép lạ nhưng mạng sống vẫn chấm dứt. Vì sao? Vì giới cấm có hạn lượng. Giới của hàng người như 10 thiện cũng có hạn lượng. Vì sao? Vì đã lìa bỏ giới của giải thoát. Giới của chư thiên cõi dục cũng có hạn lượng. Vì sao? Vì công đức đã hết. Giới định của chư thiên cõi sắc cũng có hạn lượng. Vì sao? Vì định ấy chưa phải là định giải thoát. Giới tịch diệt của chư thiên cõi vô sắc cũng có hạn lượng. Vì sao? Vì pháp tịch diệt ấy chưa hướng tới giác ngộ. Giới của bất bốn bậc thanh văn cũng có hàng lượng. Vì sao? Vì đã chấp vào niết bàn. Giới của hàng chuyên giác cũng có hàng lượng. Vì sao? Vì không có tâm đại bi. Bồ Tát A-Xoa-Mạt bảo hiền giả Xá Lợi Phất: chỉ có giới pháp của Bồ Tát là vô tận. Hiền giả Xá Lợi Phất hỏi: do những gì mà giới pháp của Bồ Tát vô tận? Bồ Tát A-Xoa-Mạt đáp: vì các giới có hàng lượng đều chẳng phải là giới đúng nghĩa, do đó giới của Bồ Tát vô tận. Giới chân chánh này là hạt giống luôn nối tiếp nối nên vô tận. Thế nào gọi là quả thật? Nơi đạo quả vô tận, chỗ gọi chủng tánh là tâm của Bồ Tát, gọi là quả thật, tức là mười lực vô tận của Phật, nên gọi là giới pháp của Bồ Tát vô tận. Bồ Tát A-Xoa-Mạt nói với hiền giả Xá Lợi Phất: nhẫn nhục của Bồ Tát cũng vô tận. Có 32 việc, những gì là 32 thứ vô tận? Không tham vướng nội dục, không giấy khởi ý niệm về chúng, thân không phạm và không khiến người khác phạm, đó gọi là nhẫn nhục vô tận. Không nhớ đến các điều ác, không oán hận tất cả, không giận dữ với tới chúng sinh, không nghĩ việc ác của người, không tranh chấp với người, không quan giúp đỡ người đã bị người hủy bán mà vẫn nhẫn chịu, tự giữ gìn các hạnh của thân và giúp đỡ mọi người, thận trọng với tâm bình, không bị lệ thuộc, thường nhớ nghĩ về đức thiện, không có tâm ái dục, được thân trang nghiêm, tin tưởng làm việc thiện ác đều có báo ứng, miệng không nói lời hư dối, tâm thanh tịnh. Tâm của Bồ Tát luôn vững chắc, không bỏ chúng sinh, tự xét kỹ để nhận biết về các tâm niệm tà dại, tâm thuận hợp hòa nhã, luôn gìn giữ, luôn giữ gìn tâm khiến cho các điều ác không thể sinh, tu hành thanh tịnh, sinh vào cõi Phạm Thiên. Từ cõi trời sinh vào loài người đầy đủ các đức, tướng đức và 80 vẻ đẹp đã đến âm thanh êm dịu như là Phạm Thiên, giải thoát khỏi dâm dục sân hận ngu si, giao tiếp với mọi người qua sắc diện hoa diệu hòa tươi vui. Các công đức được tạo ra chưa từng quên mất, hàng phục các tà thuyết của ngoại đạo, giải bỏ các thứ bệnh nơi không gặp các hoạn nạn, do thường hợp đầy đủ nơi đạo pháp của chư Phật, đó gọi là nhẫn nhục. Là 32 thứ vô tận là nhẫn nhục của Bồ Tát. Sao gọi là nhẫn nhục? Nếu có người bắn giết, mình vẫn im lặng. Nếu có người đánh đập, mình không tìm cách đánh trả. Đó là nhẫn nhục. Vì sao? Chứ không thấy có người đánh, mình bị đánh và giật đánh cũng không. Nếu có người giận dữ, mình vẫn không oán trách, xem lời nói như huyện hóa, nên dù có người khởi ý xấu, ta vẫn không chống đối. Như vậy mới có thể điều phục được tâm ý. Nếu có người nghĩ về điều xấu ác, ta vẫn bình thản, phải xét người này có lòng ác nhưng ta không nên làm theo. Nếu có người khen ngợi thì cũng chẳng cảm động vui mừng. Vì sao? Vì nếu không phát sinh ý niệm ấy thì được lợi ích, điều phục được tâm ý. Nếu có bị suy hao, chẳng lấy làm lo buồn, nên tự biết đủ. Thấy người tán thán cũng không cho là điều hay. Nếu bị người phỉ báng thì chẳng động lòng. Vì sao? Vì có trí tuệ rộng lớn, nếu được người cung kính cũng không cao ngạo. Vì cầu sửa đổi tâm tánh, vì như có người lễ bái cũng không vui mừng, cũng không nên nói ông phải như vậy. Nếu được địa vị thế lực vẫn không tự tại. Vì sao? Vì tâm không lay động, luôn thương xót tất cả chúng sinh. Tuy ở nơi cực khổ nhưng vẫn không cho là hoạn nạn, chán bỏ. Tuy ở chốn vui sướng vẫn không vui mừng. Do hiểu rõ các việc thế gian là vô thường, không vì tám sự ở đời mà dao động. Vì sao? Vì sống trong thế gian, nếu có người quấy nhiễu nhưng không chống trả, không trái phạm. Giả sử có người phân thân ra từng đoạn, ta vẫn nhẫn chịu. Vì dốc thể hiện đầy đủ hành nghiệp của Bồ Tát. Nếu có người não hại tâm ý mình, cũng hoàn toàn không thể đổi, vì biết rõ thân này do bốn đại hợp thành, có thể tan hoại lấy gì để tham đắm? Vì sao? Do nhẫn nhục nên được thân Phật. Nhẫn nhục hết mọi khổ não, không thể nói hết là điều khó. Vì sao? Và nhờ đó mà đạt được sự kiếp lập an ổn lớn cùng năng lực của đạo Vô Thượng Bồ Đề. Nếu ở trong chỗ tu của hàng phạm chí, dù hiện thân vào lửa và không bị tổn hại, vì muốn cho người ấy biết tâm thanh tịnh, chuyển hóa tâm mê hoặc, khiến cho tâm trí họ trở về với nhân chân thật, thì sẽ được sinh thiên. Chỗ tu học của phạm chí kia ưa thích thờ lửa, thì sẽ thì sự thể hiện của Bồ Tát luôn biến đổi, đạo đức siêu vượt, thù thắng chẳng ai sánh bằng. Vì sao? Về các bậc Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương đều cúi đầu đảnh lễ Bồ Tát. Nhẫn nhục của Bồ Tát không có giới hạn, do đó không thể cùng tận. Đối với người mạ lị không sân hận, cũng chẳng nghĩ là ai mạ lị mình, nhân nơi tự tại đó mới được pháp nhẫn. Bồ Tát không suy nghĩ người ấy nhục mạ về mắt, tay, mũi, thân về ý của ta hoặc mạ lị nơi tâm chăng. Vậy thì thắng mắng chửi ở đâu không phụ thuộc vào các trần, liền đạt được pháp nhẫn. Không nghĩ về nhận ai đến nhục mạ mình nên có thể hội nhập pháp nhẫn không người. Các nhẫn ấy đều chẳng phải là nhẫn. Vì sao? Vì chỉ giả đeo gọi tên sẽ kỹ về nhẫn ấy, cũng như tiếng vang nơi hang núi. Người hiểu được vấn đề này thì lãnh hội được pháp nhẫn vô thường, chẳng nghĩ ta và người khác đạt được pháp nhẫn trung hòa, còn không nghĩ mình theo pháp giáo hóa của ai đó, không trụ trong pháp ấy, đó gọi là nhẫn. Không nên giới khởi niệm chỉ ta ở trong đạo, những người khác không kiến lập được đạo. Ta nghĩ về không, chẳng nghĩ về thật, nghĩ về không tướng tư duy, chẳng nghĩ về có tưởng. Nghĩ về nhẫn đốt ráo, chẳng nghĩ về nhẫn chưa đốt ráo. Nghĩ về nhẫn vô nguyện, chẳng nghĩ về nhẫn hữu nguyện. Nhẫn không sinh tử, chẳng khởi đầu, chung cuộc. Nhẫn là có thể thực hiện, chẳng phải là không thể thực hiện. Nhẫn là có đức, chẳng phải là không đức. Nghĩ về nhẫn là không sinh, chẳng nghĩ về đối tượng được sinh. Nhẫn vượt ra khỏi thế gian, không cùng với thế gian hòa hợp. Nhẫn là nơi hội nhập đạo, chẳng phải là không hội nhập đạo. Nghĩ về nhẫn là giải thoát, chẳng phải là không giải thoát. Hiểu rõ nhẫn là niết bàn, không phải là sinh tử. Nhẫn nhục của Bồ Tát không sinh các ý niệm ấy. Vì sao? Vì chúng bình đẳng, vì chúng chẳng bình đẳng. Các nhẫn của Bồ Tát gọi là gì? Là hiểu rõ, hội nhập vào không, không đoạn, không thường. Đó là nhẫn của Bồ Tát. Cũng không nghĩ về sinh, chẳng nghĩ về không sinh, không nghĩ về hóa sinh. Nếu không hóa sinh thì chẳng khởi ý niệm về có không. Hiểu rõ nghĩa này, đến vô tận nên gọi là không cùng tận. Nhẫn tức không có chỗ tạo tác, không nghĩ phải như vậy hay chẳng phải như vậy. Không có nếu bày tức không có trói buộc, không cởi mở, không có chốn sinh ra nên chẳng tạo dựng. Đã không có chốn sinh ra nên là vô tận. Nhẫn như vậy là đạt được pháp nhẫn vô sở tùng sinh. Kể từ lúc đạt được pháp nhẫn vô sở tùng sinh cho đến lúc Như Lai an tọa nơi của Bồ Đề, thì người hội nhập nhẫn này sẽ được thọ ký, gọi là vô tận. Khi Bồ Tát A-Xoa-Mạt giảng nói phẩm pháp nhẫn này, đó chúng hội đều tán thán lành thay, lành thay. Thật đúng là lời giảng của Bồ Tát A-Xoa-Mạt. Khi ấy, 10 dạng chư thiên đều dùng hoa trời, danh hương, cờ vướng, dù lọng tung trải lên cao để cúng dường Bồ Tát A-Xoa-Mạt cho các vị Bồ Tát khác. Âm nhạc của chư thiên tự nhiên vang lên, làm vui lòng mọi người, tâm của họ đều trong sáng, mà ý nghĩa rộng lớn. Tất cả đều nói nguyện làm cho hết thảy chúng sinh luôn được ánh, luôn được sáng suốt như nhẫn của Đức Như Lai. Nếu người nghe được âm thanh này mà không khiếp, không sợ, tâm không còn lo lắng, thì những danh hương, hoa trời, cờ vướng, dù lòng này sẽ tràn đầy biết khắp tam thiên, đại thiên quả Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh A-Xoa-Mạt Bồ Tát quyển 3, nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.